coi nè. Tình tình trang thì nó đang tình tình. Còn hơi vậy. Cổ. Ủa rồi sao không đợi nó? Học. Xong rồi nó? Ông đòi nó mang bắt không? Bắt một cặp. Thiệt không? Thiệt. Còn tao còn tao còn quấn nó nữa chứ. Trời đất ơi. Hả? Được chưa? Hỏi không coi. Con thấy đứng ngoài đầu đường đợi ba cụ mày á. Ờ. Không sợ ha? Không. Thiệt không? Không. Rồi đi. Bà kêu qua không kìa. Rồi kêu chiến với con không? Kêu qua. Hả? Kêu chiến với con không? Dạ. Con cung, con cung, quá giỏi rồi, đỡ luôn. Con cung, con cung, quá trời ơi, con cung. Rồi, quá trời ơi. Chạy đua luôn. Chạy đua nè. Chạy đua nè. Chạy đua không? Chạy đua với con không? Chạy đua nè. Chạy ơi. Chạy tới cái cục điện nha. Chạy không? Chạy. Quá chạy vậy. Cô đi đi mà sao nhanh như vậy hả? Nhanh thiệt cả nhà ơi. Trời. Ngoài còn sức khỏe ha. Mừng cho bà cả nhà. Mệt chưa? Mệt chưa? Mệt chưa? Chuột chuột cú. Cú 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 cú. Mệt chưa? Mệt chưa? Đứng lên chưa? Đứng lên chưa? Cú cú. Rồi sao rồi? Chưa mệt, chưa mệt. Chưa mệt chưa? Mấy ông này chạy không kịp rồi kìa. Chạy theo kịp bà luôn, ngoài chạy nhanh quá. Thôi ra đi về ra 10 luôn đi. Ra mua bánh hay mua gì cho bà ha. Lên lên lên, chở bà đi. Đi cho mấy công ra mãi mệt quá, không uống nước nổi. Giờ chạy ngược rồi à. Rồi chạy đi, chạy lên rồi. Trời ơi, tốc độ của bà. Rồi quá nhanh rồi. Từ từ nha. Rồi xe rồi. Ôm bà. Mày không ôm nha. Không ôm nha. Cho mẹ cũng ôm. Quen với bà không ngoại? Quen bà không rồi bà. Đây bà cũ ai mà cháu em. Mấy tiếng hệ vậy. Rồi đi về nè, đi với cái máy bà ơi. Đi ra ngoài trời luôn. Rồi lấy gì đội nón đâu không? Lấy nón đội đi. Nón bà đâu? Khỏi không có nón. Đóng cửa lại đi, nón đóng cửa lại. Đóng cửa lại ra ngoài chút vô. Kệ hả? Khiếp rồi. Nón lấy. Khép cửa lại. Cửa lại đi, khiếp. Có xe cả. Có cái chiếc xe hả? Ừ. Vậy là thua bà cụ thiệt rồi. Cưng cưng tan thì nó ra khấn khẩn. Trời ơi. Nay vui hả? Cho con thải hải không? Mà. Lấy nón, khăn. Khăn nón làm gì vậy? Con trang đàng hoàng, nó đúng bài bản chứ. Đi mày ơi, đi chơi nha. Đi chơi nha. Đi chơi á, bây giờ hôm qua nói phải mấy ông xuống chơi. Thiệt. Nói rồi có rồi. Nói rồi có liền luôn ha. À. Ý là ngoại nói là nó nhắc tụi mình hôm qua mà nay xuống luôn. Ừ. Thiệt luôn. Hay đồng nghiệp chứ con. Rồi, giờ là coi chừng trúng cái ton nha. Hả? Đi này, đi. Rồi cái góc này nữa. Rồi cơm trúng bà ơi. Đã quen rồi. Đi. Rồi giờ lên xe ha. Đó, ở mình vậy đó con, thấy không? Đó. Để hỏi cái ok à. Rồi, ngủ lên xe đi. Rồi, lên xe bà cụ ơi. Đi xe nào? Bên kia, xe kia đi, kìa. Xuống đi, dẫn xuống lộ đi. Rồi bà leo lên cho coi nè. Leo lên xe đi bà. Leo xe đi bà cụ ơi, để con đẹp trai này chở lên xe nè. Leo xe bên kia kìa. Nè. Tối phải vậy nè con. À. Tối phải đốt vậy đó. Tối phải đốt vậy ha. Rồi nha người ta. Rồi, xuống xuống xe ngoại ơi. Xe kia hả? Ờ dạ xe kia, xe đây kia. Xe tay ga đi. Bà lên được không? Trời ơi. Trời ơi nè. Ẩm lên. Rồi bà cụ lên cái một luôn nè. Hả? Bà lên được không? Coi nè. Tình tình trang thì nó đang tình tình. Rồi còn hơi vậy. Ừ. Cổ. Ủa rồi sao không đợi nó? Học. Xong rồi nó? Ông đòi nó mang bắt không? Bắt một cặp. Thiệt không? Thiệt. Còn tao còn tao còn quấn nó nữa chứ. Trời đất ơi. Hả? Được chưa? Hỏi không coi. Con thấy đứng ngoài đầu đường đợi ba cụ mày á. Ờ. Không sợ ha? Không. Thiệt không? Không. Rồi đi. Đây nha. Sao dám quánh công an ở ngoài chợ giống đêm á? Sao bà không sợ? Con ra mã rồi biết hả? Sao bà không sợ? Chí quách tới chí ử rồi không sợ. Okay. Bà hết chí quách rồi đó, bà đi rồi, đi cái máy nè. Rồi đi xe. Không? Đi. Ông đâu nói nghe. Đi đâu luôn. Khỏi đâu nhau. Không sợ luôn. Không. Đi. Đi. Đá nó gì vậy? Trời ơi, tao coi.
Bà không sợ, bà con sợ. Rồi. Vậy chứ mà nó con chở cụ nó đâu có dám rớ. Sao bà cụ ngủ đâu kìa. Bà cụ nói là chở cụ là không ai dám gớ kìa. Không có ai dám hó hé đâu con. Trời ơi, dữ vậy bà cụ. Không ai dám hó hé luôn. Là con trải nghiệm cùng bà đó. Rồi. Ừ. Thương nghệ áo con. Đi nghe mà. Ok. Ngoại đi đâu? Nay đâu mà thấy ngoại yêu đời với ta. Ngoại sáng chiều đi ra chợ. Chợ làm gì? Rồi đi dài dài vài cái người ta cho tiền. Tiền đó ha. Như con vậy nè, vậy nè. Bây giờ là đi. Bữa nay mua bánh gì vô mua bà lựa đi. Bà vô ghế ngồi xíu đi bà cụ. Vô ghế ngồi nè. Được, được, không gì cũng được. Con ăn cái gì vậy con? Hả? Con ăn cái nay gì vậy? Bà để nước con bữa nha. Này nè. Trông hoài. Trông hoài. Nhà cũng trông hết trơn. Trông cái gì mà trông, kiếm bà mệt cũng chết luôn, kiếm mấy ngày thôi. Nay bà để con uống nước được không? Để con cháu để con uống miếng nước được không? Tiền đem vô chưa? Được. Có tiền không? Có tiền không? Nhiều à? Nhiều quá. Đi hành nghề được mười mấy ngàn. Thắt câu rồi, vậy là thắt câu rồi. Ngồi ngồi ghế đi bà cụ. Ngồi xuống, ngồi xuống đi, ngồi ghế nói chuyện chơi. Nhưng chị ơi, có dịp cảnh hương rồi trầm bay theo gió. Đi thăm bà cụ 102 tuổi nha. Hương hương gió gió gì. Uống nước gì kêu đi bà. Nước gì con uống uống. Tạm ơi quốc một. Tạm ơi quốc nguyên biến ba tấm dây lận trong. Sáng là ta cho 20 con tô cháo rồi đó, với chai sữa rồi đó. Ngon hơn gì nữa. Vậy đợi chút đi. Đây là quốc no luôn. Cả 10 giờ 11 giờ ăn thêm chập nữa. Bây giờ nay đẩy nước cho tụi cháu uống được không? Ai nè. Hết bỏ rồi hộp. Cháu mà còn ăn. Ai nhiêu tiền vậy? Có biết đâu à. Trời ơi, còn nhiêu tiền. Bà đẩy con cháu mà tươi chứ mà nó hết tiền rồi. Đó, biết đâu. Rồi con ấy á. Lâu lâu đẩy con cháu mà thay hết tiền. Con mở ra. Con mở ra coi nhiêu. Mười mấy ngàn chứ gì. Có nước mía hay là uống gì? Bà cô. Có nước mía hay uống nước ngọt? Nè, rửa cho tiêu bổ thách này đó. Nè, mở ra chụp đi, chụp đi. Chụp cho tao quay kìa. Cho tao cây tới cây uống vô chua cho tiêu hả? Cây ha. Nè, cô vô bánh nè, ăn dỗ. Nè, vô bánh rồi. Nay là khỏi cần đi hành nghề luôn. Đó, ăn xong à, nay cho nguyên ngày ăn luôn. Thì biết mấy ngày nay là cụ ngủ đâu không? Cụ nói cụ ngủ ở đâu ngoài, ngoài này có không? Vòng ngoài này không biết có không nè. Trời sao chẳng phá cửa rồi? Con bà cứ chạy nha. Sao thấy ở cái nhà của bà phá vào không biết. Con bà cứ chạy cái này. Ngon không cụ? Tao gì tập trung con ơi. Tao đi rồi. Tao đi rừng đi rú mà biết đâu. Đi đâu? Đi cùng nó ra nha. Cùng đường cứ xóm chứ hả? Cùng đường hai bà nó mà đi đâu hay gì An Giang gì Đồng Tháp gì Lò Ngò Lò Co Lò Co Lò Co con Lò Co để đang chút uống nữa bà ngoại. Bà đóng làm chi đây rồi chút uống tiếp đi cùng hết ra là không có biết ở đâu mà nặng cái con ơi cái tàu không có thấy đường cái con mắt này nó chụp bớt rồi đỡ rồi đó rồi, bà con đỡ một bữa rồi tên cái chồng nó để mẹ rồi bỏ gì đâu thấy không. Đó bà. Giờ con đây còn không thấy rồi. Trời ơi, không thấy sao nãy bà đi bờ đây bà đi dữ à? Như vậy mà đi dữ. Bờ đây bà đi tù tù mà bà không thấy. Giờ bây giờ đi. Tao đi ngoài lộ mà mày. Cái bờ đây nó mình đi không nhìn đi còn chợt. Bà đi dèo dèo luôn á. Đi nhanh thiệt chứ. Tao để vậy á. Hôm bữa giờ là nghe nó mà con có đi kịp không? Hôm bữa giờ nghe nó chú Mười nói là bà hết vốn rồi hổng ngày là hết tiền phải không? Hết ngân. Hết ngân nha, hết ngân trời, hết tiền không chịu hết ngân nha. Hết ngân. Không còn. Cấp này không đi gì mà hết rồi. Sao con đi ngang lần nào cũng thấy bà đi hành nghề hết trơn mà là nó hết ngân là sao? Chào lại. Mấy bữa nay khó khăn quá hả bà?
ra đây là khổ gì, ra đây là cho uống cái no về à. Ra đây là ăn miễn phí nữa mà than khổ gì trời. Hả? Ừ. Hôm nay còn mua số không? Không. Sao vậy? Không chơi vậy. Nghỉ chơi hả? Chúng con chúng con đâu có được lấy rồi phải không? Không được dòm nó cho lấy. Chúng không được dòm hả? Đâu có dòm. Tại vì chúng số đặc biệt nha mọi người. Số đặc biệt rồi. Không còn một cắt. Không còn gì lấy. Có nữa hả? Ờ chúng ta đặc biệt. Hai miếng. Ở con gà chúng này tắm đó. Thêm còn lâu chưa? Lâu chưa ngoại? Lâu rồi. Lâu rồi. Mà lúc đó thời điểm đó rồi. Bà còn nhớ là trúng một tờ chị giá mệnh giá bao nhiêu không? Mới mấy năm mà. Năm 2 tỷ. Gì hết tại gia đó chúng mà chưa được xài nữa chúng mà chưa thấy một đồng để con vợ cho đi chợ giống đi chợ còn dĩ á bán rồi cái như vậy cái mất tiêu luôn bán rau rồi xong mua ha phần hai là bán cho mày bởi đi bán rau mọi người nữa mong mua chúng 28 rồi xong cái đi gì ở dưới ha con vợ cho hả dạ cái đó đâu con phải con nuôi gì đó không có con nuôi con ngáo gì là cho được cái nhà ở tạm ở ngoài đó đó nhà, tạm nhà lá tự cấp á rồi xong bà cụ đi hàng ngày đi lúc trước á là chưa có quay là không bà cụ không có đồ ăn ăn luôn đó phải đi ra ngoài chợ Vũng Liêm á xin có đồ ăn xin chị rồi tỷ phú mà lưu lạc ừ là bà đi ra quán cơm là có cái thấy quán cơm thấy tội nghiệp rồi cho bà ăn rồi xong cái anh quán cơm mới giới thiệu cho anh em là ở đây quay giúp cho bà cụ á là trước khi quay là bà cụ là không có ăn cái còn nhiêu cái nấu rồi cái gói rồi cái chặt về đằng này một ngày là bà phải đi cỡ chục cây số á mà bà cụ năm nay là 102 tuổi đó là một ly gì quay đi cô ơi gì quay trên muối có không nay có dịp lên đây dẫn bà cụ đi ra đây mua bánh nè trời hả là cụ không có cái bụng cỡ á tụi con lâu lâu qua con cháu bà nói nghe nói là bà nhắc con mấy bữa nay phải không hiện nay tôi có ba đứa cháu thì đẩy nước cho cháu uống nha ba ly nước được không hả được không được á đâu coi còn được mấy ngàn không có ngàn nào nữa rồi còn nhiêu trời ơi vừa qua gì đâu mà than thở với sao dám uống trời đẩy đá với đẩy đá với ờ sao than thở dư sao dám uống trời thấy rồi con ơi không có không có cách nào á có nhiêu tiền đây rồi sao người ta đãi con cháu gì được trời đây nè ngoại ơi kìa thằng đó nó cầm kìa coi chừng nó bỏ túi luôn á nè ngoại điểm ăn nhiêu tiền hả bà điểm ai bà biết điểm không này là điểm ăn đâu có thấy đâu không không thấy đường hả không không điểm cho bà nha xin thưa với quý vị khán giả đây cũng là lần đầu tiên mình đến gặp cụ bà gà bán rau cải mà cũng là tỷ phú một thời 35 ngàn cả nhà ba bà đâu phải bán rau cải được 35 ngàn 35 ngàn 35 ngàn 35 ngàn đủ trả 4 chai nước không trả trả đã để 4 chai lận 4 chai á 4 chai nước là 4 chục cũng ngô phật rồi thiếu 5 ngàn rồi xứ thì sao vậy thiếu 5 ngàn thôi nó què trời đất ơi què mới bút vô què chưa có què mà chủ bà nói có 5 ngàn què luôn đi khỏi trả kìa rồi bà chủ không chịu rồi chịu đó chơi đại ca là trời chơi cái nổ gà cái giữ nó rồi gà quán nha tao bán thời gian bà đưa 5 ngàn gà quán nước của người ta là kêu nước khỏi trả tiền mà quán của tao mà có mà cậu lắm mà còn là đi ra hành nghề thì có tiền rồi ăn hủ tiếu miễn phí có tiền không nãy giờ mình cũng nghe chưa rõ là hành nghề gì á nha bà làm nghề gì bà ngoại bà đi làm nghề gì hồi thợ nhỏ có bà kêu về thì đi nhổ mạ một cái lớn chút nghe làm gì à dạ nuôi cỡ nuôi con nuôi năm nữa ổng nuôi sao nữa mà ổng không có làm chứ ổng đi vợ nhỏ với đi đá gà với đi phút ban rồi ok có một mình cụ vậy mà cũng tới giờ thấy rồi có cái con bé không tới trường mấy ông này là quấn đây nè quấn không được quấn thua ra cái điện cụ hồi đó cụ đi nó cái xong á cụ đủ mấy cái mé từ trỏng rồi ra tới mình này dữ ha bò không ha
hất biết luôn, lội ở dưới nước á, đang nó hụt xuống mấy, nó đâu có thấy mình. Hôm giờ bà đi chơi có gì hay hay không, chỉ con cháu nghe coi. Đâu ơi, bị đi cứu dân độ thế không? Cứu dân độ thế không ha? Ngoại đây con nhắc lại hỏi lại nè. À, bà tên gì? Lê Thị Mềm. Lê Thị Mềm. Có bao nhiêu đứa con? Năm thằng. Năm thằng phải không? Năm hay chín? Năm. Năm ha. Năm. Nhớ tên hết không? Thầy Tổng á. Tên gì? Chánh Anh đầu tiên. Rồi Tết tiếp theo. Ừ. Rồi cái này tới Chánh Anh rồi tới Nhánh. Anh là tới gì bà? Ừ. Rồi tới tới năm thằng á, con tính là cái vợ cụ quên. Anh nhớ rồi. À, cụ anh nhớ quên. Tên con rồi ha. À, rồi. Hổm bà kể là bà trúng số rồi mà nói con lấy rồi người ta gọi con quá trời nè. Nó nói tao không có lấy rồi nó tính sao? Có không? Ai biết đâu nó làm. Đó là bà nói là không có gì đó. Còn nghe nó lấy hết trơn hết trơn sao không lấy? Chúng lấy hết trơn luôn hả? Thì đó lắm. Để cho bà ở chầu vậy ha. Mới cho á, mới mấy ông này cho nè, lúc cho cái tròi ở trên đó mà tròi dữ lắm. Không định chút gì. Tụi con quay hôm bữa cho bà đó. Ừ. Nói vậy rồi, không biết. Vậy là hôm dài bà được con rước đi chơi ha. À, rồi đó. Đi tới đâu bà nhớ không? Được cùng tới tỉnh luôn, rồi dưới nữa. Đi đâu, không ngày đi đâu? Đi núi. Đi rừng. Rừng ha, rừng núi luôn ha. À. Đi núi rồi leo núi đó bà. Trời ơi, đồ bỏ. Trời ơi. Ghê vậy hả? Thôi đụng. Chút có mình trên trời. Không à, bà cụ mình có thể là phải tin thiệt đó nha. Tại vì bà cụ hồi nãy đó là đi ở trên cái bờ cơm nếp mà ở ngoài ruộng á cả nhà. Là đi bình thường luôn á. Đi băng băng luôn á. Ừ, không, không lại. Nhanh lắm á. Nếu mà anh em mình mà ít mà đi ruộng mà đi không lại bà đâu nha. Đó, ở bên nhà bên viện đội đó, đi đâu có lại cũ đâu. Đó, viện đội á. Nó cá thì nó cụ ha, đứng chỗ cửa á. Đi thử thử coi ai tới trước. Ai về đâu cụ. Đi một hơi quay. Trục. Tốt cái gì á. Nãy có thằng cháu nó chạy đua thua bà đó. Bà chạy đua dữ lắm à. Đó, đúng vậy. Quyện đội á. Bà nghe bà chạy nãy 2-3 quận gì bà có mệt không? Không. Không mệt luôn? Không. Vậy là sức khỏe cũng ngang ngửa với dân đồng viên chạy marathon rồi đó. Sợ bởi công an cưng dữ lắm còn hơn. Cưng bà lắm như ha. Mấy anh công an cưng bà lắm hả? Ẩm con biết không? Kể vậy nè. Ẩm bà ha? Ẩm bà đi đâu? Chơi vậy nè. Trời ơi, mấy ảnh cưng vậy luôn. Ở ngoài chợ á, xuống mấy dưới á coi. Ẩm mà ẩm đi chơi, có ẩm về không? Hả? Ẩm về á. Ẩm về luôn ha. Rồi uống cà phê rồi. Dẫn uống cà phê luôn. Quá rồi hút đó. Thuốc. Hút thuốc luôn. Nó hút thuốc dữ lắm bà con. Thằng này nó hút dữ lắm. Nhánh này nó hút dữ lắm. Này thấy cái mục cái của bà sắp hết thì cũng đỡ rồi. Hồi đợt trước mục nó bự lắm. Thương anh. Cái đó có sức thuốc gì không? Bà có sức gì không? Không. Tự gụng luôn ha. Em muốn uống gì kêu cô Mười soạn đi rồi có trả tiền nè. Hôm nay có chị chơi được rồi. Chị Mạnh Thường Quân cho bà nè. Uống gì? Uống gì kêu rồi cô Mười bỏ bỏ. Bà thèm gì? Bà thèm nước gì đang nước gì? Gì cũng tự hết ra nè. Điện được chân nha. Có uống là được. Có là được ha. À vậy à. Uống nước ngọt hay là uống nước nước yến hay là xì tin? Uống nào? Cái gì cũng được hết à. Cái cụ đâu có biết cái gì cả không. Dạ. Lấy gì cũng được chân ha. À, nhưng mà gì lại lấy đó ha. Chị Mười xộn cho bả về nước ngọt cái Mười. Lắp xì tin. Thương lắm con ơi, bỏ rồi hả? Bởi tao mới dám quấn công an bởi đó. Thôi, con chạy à, con không lại gần à. À làm gì làm mấy con biết à. Thôi, ngồi cái quán bởi đó. Thôi. À làm con chạy. Con chạy à. Chạy. Nó thử thử coi ai mạnh ai yếu mà. Ai mạnh hơn ai phải không? Trời đua. Lắp nước yến đi. Mà
Rồi kiểu gì rồi bạn thích cái đất gì nữa ta? Bánh gì? Có bánh gì không? Hồi nãy cơ có hương nó chứ không. Để anh bạn bên đây đi. Nãy cô đưa là cái chai cho bà uống là chai gì? Cái sữa nha. Rồi lấy cái đó là bạn bắt luôn. Cái này thuốc. Thôi dẹp đi, dẹp cái đó đi. Cắt đi, cắt đi. Nước này ngon không bà? Bà chịu uống này con lấy nè. Con không hút ha. Không. Cái chai này bà uống không? Bà uống nè, con lấy ngon lắm. Cái gì cũng uống hết. Cái gì cũng uống chân á. Trời ơi, uống nè. Mỗi cái hồi đó con thấy không? Mỗi cái thùng nước đá hôm bữa con mua cho bà rồi ai lấy mất tiêu rồi. Đó. Hả? Ở cụ bỏ với cái đó. Cái thùng nước đá. Ừ. Tiêu rồi. Có nào không ấp lạnh sẵn không? Chứ, ấp lạnh đâu. Ấp lạnh đó, để ấp lạnh để hư rồi. Rồi bánh gì mềm mềm lấy cho bà luôn. Bà thèm giò heo không? Ăn cục giò heo nổi không? Thèm không? Có cái thịt bò không chơi với thịt trâu cả gì rồi. Nó có cái cục thịt bò không chơi thôi chứ giờ ăn kìa. À, gì ăn cũng được hết á. À gì cũng được rồi. Có bánh lợn cay thẻ không? Mình ở đó mình ở trong rừng thấy không con? Rồi bây giờ cái gì ăn cũng được. Rừng mà còn không có ngoài hạ nhiệt chút xíu đi, ngoài sẽ ăn thêm một cục giò heo. Rồi, nhiều quá, thấy nghe được đó. Mua nhiều quá, cũng hết à. Rồi, vậy cho bà thịt mẻ chiều khó ăn cơm luôn. Bánh gạo không? Ăn bánh gạo được không? Gì cũng ăn được. Vậy rồi đó, thấy không? Ừ, bà bập hết trơn chứ. Bánh gạo ngậm cái là mềm rồi. Bánh được nè. Rồi, nhiêu đó được rồi đó. Rồi, tiền đi rồi, thôi, chắc luôn. Để tội nghiệp con rồi chị cho cái phiếu đi.